Thời tuổi trẻ, điều tuyệt vời nhất là có một việc gì đó để làm, một ai đó để yêu và một nơi chốn để tìm về. Những ngày đầu của tháng 10, Joe đã có dịp thực hiện thêm một bộ ảnh cưới tại một vùng đất tuy quen mà lạ, vạn dã. Chúng tôi phải chậm lại và tự tìm câu trả lời cho mình rằng ở nơi đây, điều gì là tuyệt vời nhất? Chụp ảnh cưới tại nơi mình sinh ra là cách Sơn và Nguyên thể hiện tình yêu quê hương của họ. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Forget the world now, we won't let them see. But there's one thing left to do. Now that the weight has lifted, love has surely shifted my way. Marry me today and every day. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Together could never be close enough for me to feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you, and you're beautiful. Now that the wait is over, love has finally showed her my way. Không đơn thuần là chụp ảnh, cả tôi đu lại là những khoảnh khắc đẹp nhất trong tình yêu của họ. Và mỗi người có một cách yêu khác nhau.